Đây là những hành vệ sinh chiếc Dell Gaming G7 7500. Dụng cụ cần thiết thì gồm có bộ tua vít này, keo tản nhiệt và một cái chổi quét sơn đơn giản. Ở Vệ đâu sinh vậy cho ạ? máy Dell Gaming G7. Đầu tiên là chúng ta sẽ tháo những lỗ đằng sau máy này. Bạn tháo giúp mình. Tháo pin của máy ra. Ok, này là ok. Còn hai ông nữa. Xong ta sẽ đẩy. Đẩy nhẹ nhàng nó lên. Đó mình sẽ tháo cái quạt. Mình sẽ tháo này ra. Cái vai giữ này thôi. Nhàng không? Cuối cùng là đến tháo này. Số 1, số 2, số 3 này. Số 4. Rất là bẩn của người vệ sinh đi. Hai con này lau chỗ keo tẩy nhiệt cũ này đi. Sau đó phải cho một lượng keo vừa đủ. Vậy như lúc đầu nó bắt đầu gặp lại từ vị trí cuối cùng số 8 này. Số 7. Số 5. Mình đổi chữ giữ tay nhé. Đầu tiên không cần quan trọng. Cắm lại. Đắp lại. Pin rồi. Lắp vào. Chúng ta đã vệ sinh xong chiếc Dell Gaming G7 thu mà.